Tổng công ty cổ phần đầu tư DHC được thành lập vào năm 2013 tại thành phố Đà Nẵng, hình thành từ những cổ đông cùng chung ý tưởng xây dựng tại Việt Nam một ngôi nhà mơ ước. Với phương châm hoạt động, đầu tư, hợp tác cùng phát triển, chỉ sau hơn 2 năm, đến nay DHC đã và đang hoàn thiện các dự án lớn về đầu tư và du lịch, góp phần tạo điểm nhấn cho thành phố Đà Nẵng năng động. Một trong những điểm đến nổi bật trong thời gian gần đây mà DHC tự hào mang đến cho thành phố biển chính là dự án bến du thuyền và câu lạc bộ thể thao dưới nước DHC Marina với biểu tượng cá chép hóa rồng được làm từ hơn 200 tấn đá cẩm thạch hay cầu tàu tình yêu lãng mạn thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi ngày. Ngày 14 tháng 2 năm 2015, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức công nhận và trao bằng chứng nhận cùng kỷ niệm chương cho công ty cổ phần DHC Marina về kỷ lục bản đồ Việt Nam bằng hoa lớn nhất. Đây là một trong những hạng mục của đường hoa Trần Hưng Đạo nằm ở khu vực bờ đông cầu Rồng, nét đặc biệt và là điểm nhấn của Tết Ất Mùi tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 25 tháng 4 năm 2015 là thời điểm DHC bắt đầu chinh phục khách hàng với sự ra mắt của hai biểu tượng độc đáo tại thành phố Đà Nẵng. Đó chính là biểu tượng cá chép hóa rồng và cầu tàu tình yêu thuộc dự án bến du thuyền và câu lạc bộ thể thao dưới nước DHC Marina. Hàng ngàn người dân thành phố đã cùng DHC dõi theo từng công đoạn thi công lắp đặt tượng cá chép hóa rồng bất chấp thời tiết mưa gió trong suốt 2 ngày 12 và 13 tháng 4 năm 2015. Mỗi lần công nhân đặt được một khối đá lên bục đế thì thời tiết cũng chuyển một trận mưa lớn như dấu hiệu rồng thiên, khởi điểm cho những điều tốt lành mà cá chép hóa rồng mang lại cho dự án. Dù chỉ mới được đưa vào khai thác sử dụng không lâu, nhưng tượng cá chép hóa rồng đã trở thành điểm đến của hàng ngàn đôi uyên ương muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cho ngày trọng đại. Hay các cô cậu học trò cũng chọn tượng cá chép hóa rồng như một biểu tượng của sự thành công đỗ đạt, nơi lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của đời học sinh. Vào tháng 4 năm 2015, tượng cá chép hóa rồng chính thức được xác nhận kỷ lục là tượng cá chép hóa rồng bằng đá cẩm thạch lớn nhất Việt Nam, được làm từ 200 tấn đá cẩm thạch và cao đến 7 mét. Bên cạnh tượng cá chép hóa rồng đầy ấn tượng là điểm đến thú vị mà bất kỳ du khách nào đến với Đà Nẵng cũng phải một lần ghé qua. Đó chính là cầu tàu tình yêu, một biểu tượng du lịch mới của người dân Đà Nẵng. Hàng ngàn ổ khóa của các đôi tình nhân đã được gắn lên thành cầu với mong muốn về một tình yêu mãi trường tồn với thời gian. Hàng trăm ngàn lượt khách đã ghé thăm bến du thuyền DHC Marina với tâm trạng háo hức, chia sẻ những hình ảnh ấm áp bên người thân và gia đình tại điểm tham quan thú vị này. Các chương trình truyền hình và người nổi tiếng cũng chọn cầu tàu tình yêu và biểu tượng cá chép hóa rồng làm tư liệu cho các sản phẩm truyền thông của mình. Bến du thuyền DHC Marina cũng tạo ấn tượng khó quên trên các trang báo uy tín trong và ngoài nước. Không những thế, cầu tàu tình yêu còn được bình chọn là một trong 10 điểm check-in nhiều nhất Việt Nam theo trang foodie.vn, là nơi chứng kiến những màn cầu hôn lãng mạn không thể bỏ lỡ, cũng là một trong những điểm thu hút du khách trong các dịp bắn pháo hoa trên sông Hàn. Bến du thuyền và câu lạc bộ thể thao dưới nước được đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện hơn nữa những sản phẩm du lịch sông nước mà thành phố Đà Nẵng đã và đang hướng đến. Du khách đến với Đà Nẵng sẽ có thêm nhiều hoạt động như chèo thuyền kayak, trải nghiệm sông Hàn về đêm hay khám phá đảo Ngọc xinh đẹp bằng những chiếc du thuyền cao cấp sang trọng mà điểm khởi hành không đâu khác chính là cầu tàu tình yêu. Tiếp nối sự thành công của dự án cầu tàu tình yêu, ngày 16 tháng 1 năm 2016, khu ẩm thực du thuyền hạnh phúc Happy Yacht thuộc hạng mục du thuyền nổi dự án DHC Marina chính thức đi vào hoạt động trong sự háo hức mong chờ của hàng ngàn người dân thành phố Đà Nẵng và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên DHC. Rất nhiều du khách và người dân Đà Nẵng đã ấn tượng vô cùng trước vẻ đẹp có 102 của siêu du thuyền nổi độc nhất vô nhị ngay tại bờ sông Hàn thơ mộng. Du thuyền hạnh phúc cũng được đánh giá là một trong những biểu tượng kiến trúc mới của thành phố Đà Nẵng với vẻ sang trọng, tráng lệ. Khách ghé thăm Happy Yacht có thể thỏa mãn cả vị giác lẫn thị giác khi tinh hoa ẩm thực hòa quyện cùng cảnh đẹp đến nao lòng của dòng sông Hàn thơ mộng. Đặc biệt là ban công ngoài trời có thể mang lại cho bạn một trải nghiệm hiếm có của những ngày thảnh thơi, thưởng thức một tách cà phê thơm ngon và tận hưởng ánh nắng chan hòa của buổi sớm mai hay những khoảnh khắc lãng mạn của những người thân yêu lúc đêm về. Happy Yacht còn là một trong những điểm ngắm cầu rồng phun lửa đẹp nhất, nơi mà du khách có thể thu trọn tầm mắt một thành phố Đà Nẵng lung linh, tráng lệ. Cùng với việc phát triển dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng, DHC cũng chọn khai thác dịch vụ nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe với sản phẩm Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài.
Tháng 10 năm 2014, được sự chấp thuận về chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi, thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư DHC, đã tiến hành khởi công dự án công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài sau một thời gian dài ấp ủ. Điểm nhấn của dự án chính là tháp Onsen, được xây dựng mô phỏng kiến trúc Nhật và được chuẩn hóa theo quy trình nghiêm ngặt của tỉnh Peppu, nơi quê hương của suối khoáng nóng trên toàn thế giới. Người Nhật cho rằng, một lần tắm Onsen có thể trẻ ra 3 tuổi. Thế nên, tắm Onsen đã trở thành một phần văn hóa của người Nhật. Mọi rào cản về khoảng cách, địa vị xã hội không còn tồn tại ở chốn Onsen, bởi khi sinh ra, ai cũng giống nhau. Tháp Onsen núi Thần Tài là địa điểm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được công nhận về quy trình dịch vụ do chính các chuyên gia Nhật Bản đào tạo và kiểm chứng. Thậm chí, khi các chuyên gia Nhật Bản sang làm việc tại Việt Nam cũng phải công nhận rằng, ở đất nước Hoa Anh Đào, chưa có công trình nào được xây dựng hoành tráng như công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài. Đây sẽ là điểm thu hút độc đáo mà du khách không thể bỏ qua. Tại công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, du khách sẽ trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng hoàn toàn riêng tư, trong không gian xanh với 34 căn bungalow tắm khoáng đẳng cấp, tọa lạc ở đồi Thanh Long và đồi Bạch Hổ. Mỗi căn bungalow được trau chuốt bằng những vật liệu tự nhiên nhất như bồn tắm được tạo thành từ những khối đá tự nhiên, giúp cho du khách được thoải mái thư giãn với dòng khoáng nóng được đưa trực tiếp về từ mỏ khoáng. Các bungalow cũng được trang bị giường tắm nắng với các thiết bị cao cấp khác nhằm mang đến những dịch vụ đẳng cấp cho du khách. Đến với công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, du khách không chỉ được đắm chìm trong dòng nước khoáng ấm áp mà còn được sử dụng dịch vụ tắm bùn có 102 tại nơi đây. Với hơn 150 bồn tắm bằng đá tự nhiên nguyên khối, được bàn tay của các nghệ nhân hàng đầu tạo thành, hòa cùng với bùn khoáng dưỡng chất là dòng khoáng nóng được khai thác trực tiếp từ nơi đây, sẽ giúp du khách có những giờ phút thoải mái thư giãn cùng bạn bè, vừa phục hồi làn da sau những ngày hè oi ả. Dịch vụ tắm bùn tại công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài xứng đáng là trải nghiệm không thể bỏ qua của du khách. Khuôn viên tắm bùn còn được thiết kế khu vực VIP cho những khách muốn thử nghiệm cảm giác tắm bùn khoáng giữa thiên nhiên trong lành với bồn tắm sang trọng và dịch vụ hoàn hảo. Cùng với những sản phẩm tắm bùn là hàng loạt các gói sản phẩm hấp dẫn như tắm trà, tắm rượu, tắm cà phê, tắm sữa cũng mang đến cho du khách những lựa chọn mới mẻ, vừa phục hồi sức khỏe vừa tái tạo làn da. Và đặc biệt hơn nữa, du khách hoàn toàn có thể cùng gia đình hay nhóm đông bạn bè cùng vui vẻ sử dụng sản phẩm trong không gian thiên nhiên được thiết kế hài hòa nhưng cũng không kém phần ấn tượng. Sau những giờ phút tham quan công viên hay những ngày làm việc vất vả, du khách hoàn toàn có thể yên tâm thư giãn cùng gia đình hay bạn bè trong không gian Omi Spa sang trọng, đẳng cấp với đầy đủ các dịch vụ sauna thổ, sauna Nga, massage chân, massage toàn thân hay những liệu trình phục hồi sức khỏe mà chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Omi Spa được thiết kế bên bờ suối, trong không gian xanh mướt sẽ mang đến những khoảnh khắc thư giãn mà khó nơi nào có thể có được. Tại công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, hệ thống khách sạn tiêu chuẩn 4 sao đẳng cấp với gần 100 phòng nghỉ sẽ giúp du khách có thêm thời gian để tận hưởng thiên nhiên trong lành tại nơi đây. Được thiết kế theo kiến trúc Hội An, khách sạn Thần Tài tọa lạc ở sườn đồi được trau chuốt bằng điểm nhấn ấn tượng với hệ thống nhà tắm theo phong cách onsen Nhật Bản, với dòng khoáng nóng được dẫn trực tiếp từ mỏ khoáng về đến mỗi căn phòng nghỉ. Bồn tắm bằng đá tự nhiên kết hợp với quầy bar mini sẽ giúp du khách vừa có thể tận hưởng dòng khoáng nóng, vừa nhâm nhi cốc rượu vang và ngắm không gian núi rừng mờ ảo lúc hoàng hôn buông xuống. Cùng với hệ thống nghỉ dưỡng sang trọng là chuỗi các nhà hàng và khu hội nghị tiện nghi đẳng cấp mà công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài đã sẵn sàng để phục vụ nhu cầu của du khách. Nhà hàng Trung Quốc với thiết kế bar ngoài trời kết hợp không gian trong nhà và liên kết với 3 phòng karaoke hiện đại. Nhà hàng còn là khuôn viên ẩm thực duy nhất có thể kết nối với hệ thống 5 căn bungalow tắm khoáng, tạo nên một chuỗi sản phẩm hoàn hảo cho các nhóm khách hàng lớn như công ty, bạn bè, nhóm họp. Nhà hàng ven suối được thiết kế kỳ công như một hang động với dây leo bao phủ, tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm của công viên, chính là nơi thư giãn độc đáo với hồ massage cá, hay thưởng thức những món ngọt mát lạnh giữa ngày hè. Điểm nhấn độc đáo của nhà hàng Rồng Đỏ với thiết kế 4 tầng sang trọng, đẳng cấp chính là tượng rồng phun nước hàng ngày và hệ thống đèn laser kỳ ảo mỗi lúc đem về. Nhà hàng Rồng Đỏ là nơi phục vụ du khách những buổi tiệc buffet hay không gian nhà hàng sang trọng và cả hệ thống phòng hội nghị cao cấp được dành riêng cho các sự kiện quan trọng được tổ chức tại nơi đây. Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài còn chú trọng đến các điểm tham quan ấn tượng như thiền thự tài lộc, cầu chịu tội, ghế vua mèo hay các dịch vụ giải trí thú vị như động Long Tiên. Đây là hệ thống dòng sông lười bằng nước khoáng tự nhiên mà hiếm nơi nào trên thế giới có thể sở hữu được.
Những bức tượng mô phỏng chuyện thần thoại đậm chất Á Đông cũng được các nghệ nhân tạo hình dày công xây dựng nên, được đặt để trồng đọng như những điểm nhấn thú vị, tăng thêm sự thích thú cho du khách khi vui chơi tại nơi đây. Một điểm thú vị khác tại dự án công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài chính là bồn đá nguyên khối được công nhận kỷ lục, bồn tắm bằng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam, dù mới chỉ đang trong giai đoạn hoàn thiện. Với bàn tay và khối óc của các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, với những phương châm giữ lại từng hòn đá, nhánh cây, mỗi công trình đều được nghiên cứu xây dựng tỉ mẩn. Tại đây, chúng tôi đã chọn vị trí đắc địa để tạo nên một hồ tắm khoáng, mà phải mất hàng tháng trời những người công nhân mới có thể hoàn thiện khâu tạo hình bởi cấu tạo vững chắc của loại đá núi Bà Nà nơi đây. Bồn tắm bằng đá tự nhiên nguyên khối lớn nhất Việt Nam sẽ là nơi giao thoa giữa nguồn khoáng nóng và dòng suối mát lạnh, mang đến cảm giác khoan khoái cho du khách khi ngâm mình giữa nơi núi rừng thiên nhiên. Bên cạnh bồn tắm bằng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam, hạng mục Long Huyệt Hồ cũng khiến cho những người DHC tốn không ít mồ hôi và công sức. Bằng ý tưởng táo bạo, đắp đập, thay đổi dòng suối, nạo vét cảnh quan thiên nhiên để tạo nên một khuôn viên độc đáo, ấn tượng với điểm nhấn chính là nơi phát lộ của dòng suối khoáng nóng ngày đêm nghi ngút với nhiệt độ lên đến 65 độ C. Du khách có thể dễ dàng trải nghiệm món trứng luộc độc đáo bằng nước khoáng ngay tại nơi đây hay thoải mái ngâm mình giữa thiên nhiên rực rỡ, được tô điểm bởi những loài hoa khoe sắc. Cùng với hệ thống hồ thiên nhiên là ba hồ bơi nhân tạo được xây dựng theo kiểu bậc thang độc đáo với hồ bơi và hệ thống giải trí dành riêng cho thiếu nhi, hay hệ thống bể sục Sakuji được thiết kế ngoài trời giúp cho du khách vừa thư giãn vừa có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh quan tại nơi đây. Một trong những bước đột phá của công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài chính là đội ngũ chuyên gia quản lý đến từ tập đoàn Kaio Plaza Nhật Bản với nhiều năm kinh nghiệm và hệ thống kiểm soát bằng đồng hồ thông minh, thiết bị mà các công viên hàng đầu như Disneyland đang sử dụng trên toàn thế giới. Du khách sẽ không còn phải lo lắng vì phải chi trả bằng tiền mặt cho các dịch vụ của mình, mà chỉ cần nạp tiền vào đồng hồ thông minh, thiết bị sẽ giúp du khách chi trả cho các khoản chi phí tại khu du lịch và cũng là chiếc chìa khóa đa năng giúp du khách sử dụng các tủ đồ cá nhân trong toàn bộ khuôn viên dự án. Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài đã và đang hoàn thiện những bước cuối cùng để đưa dự án đi vào hoạt động vào ngày 25 tháng 4 năm 2016. Hy vọng sẽ là điểm đến của hàng ngàn du khách trong mùa du lịch này. Kính mong sẽ nhận được sự quan tâm và đón nhận của quý vị. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp quý khách tại công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài tháng 4 năm 2016.